Hôm nay ngày 7/1/2024 nha mọi người. Đây là hàng bên em là phi lê ra cho khách à. Rất là nhiều nha mọi người. Này là hàng khách đặt nguyên con, sau đó thì sẽ phi lê ra theo từng miếng rồi. Bên em sẽ chia phần nhỏ ra và đóng khay như thế này. Đây là hàng bên em sẽ đóng khi mà sẽ là gửi hàng xong bay nha. Sẽ đầy đủ luôn nguyên bộ cổ một con cá cho mình ạ. Rất là nhiều ạ. Cá tươi phi lê rất là đẹp luôn nha mọi người. Này là khách bên em đặt cho tiệc rồi. Nói không là đều như nhau hết. Một con cá thì sẽ chia phần đầy đủ cho nên là sẽ có thân, có mình và có phần mồi. Đây là phần mình, đây là đuôi. Đây. Đây là fillet, là của một bên một con cá luôn. Hình sơ cá rất là đẹp. Ngoài ra thì khách có cả lấy kèm thêm là nguyên con nữa. Cá rất là tươi. Cá rất là tươi. Rất là đỏ luôn, rất là tươi. Hàng này là bên em vừa đáp xuống sân bay kho sáng nay nha mọi người. Và vừa hay là chị khách này là order luôn bên em. Rất là nhiều. Bên em là hải sản chờ thì cho nên là có đóng hàng đi toàn quốc luôn nha mọi người. Mình là dù ở là ngoài Bắc hay là trong Nam hay là miền Trung miền Tây, bên em có đóng hàng gửi đi toàn quốc bằng nhiều phương thức khác nhau nha mọi người. Có thể là sân bay hoặc là có thể là xe khách. Xe khách thì bên em sẽ là có thể là gửi theo xe của người quen của mình cũng đều được luôn nha mọi người. Bên em đóng khay và hút vịt chân không rất là kỹ. Đây. Hàng này là đảm bảo là những sashimi được luôn. Cũng như là hàng này bên em sẽ đóng chuẩn đi sân bay nha. Đóng đá rất là nhiều, rất là kỹ ạ. Chuẩn bị ốp đá nha. Nhét lại thôi. Nào nhét lại đi. Tắm lại, nhét lại đi. Nhét từ từ lại nha.